Mấy đứa khi biết tên phụ huynh của nhau kiểu: "Ê, ông Dũng, đi xuống canteen không? Cái con mẹ tới nữa rồi đó. Mày hết chuyện hả? Mày kêu tên ba mẹ ba trong lớp cho tụi nó biết tụi nó chọc tao gì. Quýnh mày bây giờ. Biết rồi, đi không? Khát nước quá. Không, làm biến quá. Với lại cũng không có khát nước cho lắm. Vậy thôi, tao cũng đi luôn, làm biến quá." Ê, Ngọc. Hả? Tao biết tên ba mẹ của mày. Trời, xạo mày, tao quên á mày. Đọc tao xạo, chắc tao tin nè. Ông Dũng với bà Vi đúng không? Nghĩ xứ, im chưa? Sao mày biết vậy? Dũng bà Vi, ông Dũng bà Vi. Trời ơi. Cái gì vậy má, tự nhiên có đánh tao vậy? Mày còn hỏi tại sao nữa mày, cái con tiện tì này. Mày dám nói tên ba mẹ của tao cho thằng Toàn nó biết hả? Nó mới chọc tao kìa. Cái gì? Nãy giờ tao có nói chuyện với thằng Toàn đâu. Tao có nói cho nó nghe bao giờ đâu mẹ. Vậy sao nó biết hả? Mày không nói chứ ai nói. Con hỏi nó thử coi. Rồi, mày chạy nó bằng bên này. Cái gì? Con Nguyễn Ngọc gì hả? Con Nguyễn Nhi. Mày nói tên ba mẹ của tao cho thằng Toàn biết đúng không? Nó mới chọc tao nè. Hồi nào nữa, tao không có nói. Con Như không nói thì mày nói cho ai? Hai đứa mày chơi thân với tao, chỉ có hai đứa mày trong lớp này là biết tên ba mẹ tao hay chọc chọc tao thôi. Chứ ngoài ra ai biết nữa mà nói cho Nguyễn Toàn biết hả? Ai mà biết, tự nhiên cái đổ thừa à. Chơi thân chị em với nhau không bao giờ làm mấy cái trò đó nha má. Tao thề luôn đó. Tao cũng thề luôn đó, tụi tao không có nói. Vậy chứ sao nó biết? Trời tao tức quá à. Nó mới chọc tao kìa, một lát nữa thế nào nó cũng vô nó hạ làng lên trong nguyên lớp biết cho cậu ơi. Rồi tụi em chú ý lên bảng, cô sẽ hướng dẫn tụi em làm cái phần bài tập này ha. Ngọc. Vậy. Ông Dũng bà Huy. Ủa mày sao nhai đầu mày vậy đó? Ủa, trong lớp này đứa nào nói cho mày biết tên ba mẹ là vậy? Con Như hay là con Nhi đúng không? Toàn, lại đây cô nhờ cái. Dạ con. Nè em, còn hai cái lá thư mời phụ huynh đó, cô chưa có ghi kịp. Em ghi hai bạn này vô giùm cô nghe. Rồi cô đi xuống văn phòng có trong chuyện chút xíu nha. Dạ. Ủa, ý, có tên ba mẹ của con Ngọc nữa nè. Dũng Phi à. Trời, cô sao cô báo em dữ vậy trời. Mày đứng nghe, mày chọc tên ba mẹ tao, mày lôi tên ba mẹ tao ra tao mét cô đó. Chỗ nào bạn nào chụp nhật lên lao cái bảng đi, cô vô cái bài khác nè. Kệ em, mày chật kệ lên nó bảng đi cha. Biến quá à, không ấy mày lên mày lao bảng giùm tao đi Ngọc. Không mày, nhiệm vụ của ai thì đó làm chứ. Đi lên chỗ lao giùm tao đi. Không thôi lát nữa tao la cho cả lớp biết là ông Dũng với bà Vi. Thôi. Lên lao cho. Đứng nghe. Vậy được không? Ôi, giải lao 5 phút rồi. Ôi, ông Dũng bà Vi. Ê, trời ơi, mày em chưa? Tao nét con bây giờ đó quỷ. Ê, ông Dũng bà Vi, ông Dũng bà Vi. Ê, chị Ngọc là con của ông Dũng bà Vi nha. Tức chịu vậy. Ê, tụi bay biết tên ba mẹ của nó không? Ê, có đứa nào biết tên ba mẹ của ông Toàn không vậy? Mày nghĩ sao tụi tao biết tên ba mẹ của nó vậy? Không có biết. Đi, ông Dũng bà Vi á. Thấy ngủ nổi ta, mày nín chưa? Ê, trời ơi. Ê, cô mày ra chơi mày chạy đi đâu dữ vậy em? Cô, thằng Toàn của cô lúc nãy cô để cho nó biết cái danh sách phụ huynh á, xong nó biết tên ba mẹ của em, nó lội tên ba mẹ của em, nó chọc em nãy giờ cô. Vậy đó hả? Rồi rồi, lại đây cô nói cho nghe cái này, rồi em sẽ có cách xử lý nó nè. Ê, ông Dũng bà Vi. Vi, làm gì vậy? Làm gì mặn đắm vậy? Ông Dũng bà Vi. Ủa, kêu tôi cái gì đó? Anh Phong, chị Nguyệt. Ủa, sao mày biết tên ba mẹ tao? Chưa hết, bất ngờ hơn nè. Anh Phong, chị Nguyệt là con của ông Tư bà Sọ đúng không ta? Trời má, mày biết tới tên ông bà nội tôi luôn à? Ủa, sao mày biết hay vậy? Tao biết tới cỡ đó, vậy mới hay chứ, đúng không? Ê, tụi bay, thằng Toàn là con của anh Phong và chị Nguyệt. Mà anh Phong và chị Nguyệt là con của ông Tư bà Sọ. Rồi luôn, nổi mày. Anh Phong, chị Nguyệt, ông Tư bà Sọ. Ông Tư bà Sọ, anh Phong, chị Nguyệt. Ngồi kế mấy đứa hay hát và rung đùi trong lớp kiểu: "Vội vàng yêu làm gì, để rồi ta nhanh quay đi." Hát hay dữ ta. Gì, hát hay hả? Nè, tới nữa nè. Con mẹ này hết chuyện, mày khen nó hát hay thì nó lên nó hát nữa rồi kìa. Kệ đi, tao thấy cái lớp đang buồn, có nó hát thì cũng vui mà. Ê, trong chống tre này Nobita. "Vội vàng yêu làm gì, để rồi ta nhanh quay đi. Để giờ đây, không hiểu kéo có ích gì. Như đã một vở kịch buồn, em dần trên cái vây. Để giờ đây, còn em đâu còn cách nào." Trời ơi, Phú ơi, tha cho tụi ta đi Phú, thấy ghê quá à. Trời đất ơi. Cô. Cho mày, cô vô học sinh đứng. Ngồi xuống đi tụi em. Gọi Phú ha, thích hát dữ ha. Anh ca sĩ, sao hôm bữa văn nghệ 20 tháng 11 á, không xung phong đi. Tôi đề cử anh lên anh hát đó, anh không hát anh. Dạ. Đúng rồi cô, mai mốt có văn nghệ gì nữa kêu nó lên hát đi cô, chứ ngày nào nó cũng tra tấn tụi em chứ cô ơi. Rồi, tụi em chuẩn bị ha, thảo luận về cách xác định nè. Bộ yêu văn yêu làm gì, để rồi ta nhắn quay đi. Để giờ đây, con yêu theo cho biết gì. Mày im chưa, mày làm cái gì mà vô lớp mà cô đang dán bạn mày hát hoài vậy? Nhắn quay đi, để giờ đây,
Tu là trời, hát dở mà hát hoài vậy ba. Cái gì mày? Tao hát trong miệng mà, ai mượn mày nghe? Mày không nghe bịt lỗ tai đi đi. Ngủ quá, tao đâu có la làng lên đâu. Mày hát một mình ơi, mày nghe đi, tao không có nhu cầu nghe mày. Để rồi ta nhân. Cô hát nữa à Phú? Cô đang giảng bài mà em không lo tập trung mà em gọi lắm hát à Phú? Dạ không. Cô, nó hát nữa đó cô, xử nó cô. Vậy hả? Muốn hát không em? Thể hiện tài năng đi. Nè cô nhường cho Nguyên một tiết em đứng lên bảng này đi, em hát giùm cô đây. Đi lên lẹ lên. Đúng rồi đó cô, đề nghị anh Phú lên bảng hát bài coi. Cái gì đó mà cái miệng không bao giờ ngậm lại, hát hát hoài vậy đó. Cô đang giảng bài mà cô có hiện một lần nữa nha, em hát đi. Là em ra cục cờ em đứng em hát mình lên ngoài đó đó, nghe chưa? Dạ cô, dạ biết rồi, em không có mở miệng, em bịt miệng luôn. Mày hả bưởi, mày hét cái miệng ra đi, tao hát cô liền. Rồi tiếp nè, xuống cái bước thứ hai. Cái gì vậy? Cái thằng quỷ này mày làm gì bữa nào mày cũng rung đuổi như vậy? Hồi nào mày, tao đâu có rung đâu. Thôi mày ăn đồ chỏ bây giờ đó, đừng có xạo mày. Ngày nào mà mày không rung, mày hết hát là mày rung đùi à. Nghĩ gì đâu mày cũng tán. Ở đó nè. Ây da, cái gì vậy? Mày mà rung đùi một lần nữa, tao lấy cái thước tao gõ cái tóc cho cái đùi mày liền đó. Bữa đầu bây giờ đó. Tự đánh giá và kết quả học tập nè, lao động nha. Ê, gọi nguyên một đường luôn. Cô Ê, cái gì vậy Ngọc? Thằng Phú á cô, nó hết hát bây giờ tới nó rung đùi rồi cô, nó rung rung cho bạn, nó rung nó như là động đất vậy á, em giết không được rồi, nãy giờ nó quẹt vô mấy cuốn tập mấy đường luôn á. Trời đất ơi, cái thằng Phú này sao em đủ trò hết trơn vậy, hết hát rồi giờ tới rung đùi nữa hả? Không có cô, em không có rung cô, cái bạn nó tự rung. Cô, thằng Phú nó rung với cô, nó rung từ bạn bên đó mà bạn bên đây em còn rung luôn cơ. Cô nó đòi hang, một lần mất trật tự nữa hang, là lên sổ đầu bài ngồi nha, cô nói trước rồi đó. Dạ cô. Rồi nè, tập trung vô bài tiếp nè. Đừng có rung nữa coi. Quỷ giò này tỉnh đúng qua vậy, đứng đúng đó. Lắng nghe nhận xét. Trời ơi, cô, động đất cô ơi. Nữa hả? Dạ cô. Trời đất ơi, cái thằng Phú này thiệt tình chứ. Ai có cuồng băng keo không? Rồi, mày xong rồi. Em có này cô. Để đây cho cô mượn. Ngồi yên đó cho tôi. Để coi em rung cái đường nào. Vậy cũng được nữa hả cô? Khoan, chưa, còn cái miệng hay hát nữa chứ. Vậy đi, cho nó khỏe. Đây là cách tốt nhất dành cho em rồi đó. Hú. Vừa. Anh đã bị cấm chát một tiếng. Hú, nín. Anh được cân nó chứ. Mấy giáo viên khó tính khi được lớp tổ chức party bất ngờ kiểu. Ôi cô vô tụi cô vô. Ê cô vô sớm vậy, tôi chưa treo xong nữa. Ai cơ. Rồi được rồi, trật tự nghe cô nói nè. Lớp trưởng đâu? Dạ không biết nữa cô ơi, lớp trưởng chưa vô. Cái gì? Lớp trưởng mà giờ này vô tiết rồi mà chưa vô nữa hả? Em nè cơ. Chúc cô 20 tháng 11 thật là vui vẻ. Mừng cô 20 tháng 11. Yeah. Chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam. Yeah. Lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo. Rồi được rồi. Ồn quá. Cô tính nói gì kìa? Để cái lớp kế bên người ta học nữa. Cơ thổi nó đi cơ, thổi đi cơ. Cô nói cho nghe nè. Cô cảm ơn những gì mà tụi em đã chuẩn bị hôm nay ha. Cô cảm ơn tấm lòng của tụi em, rồi cô nhận ha. Nhưng mà giờ này không phải là để lớp chúng ta làm cái này. Giờ này là giờ học theo quy định của nhà trường nha. Mấy đứa dưới kìa, kéo bàn kéo ghế xếp ra lại, ngồi đúng vị trí lại cho cô, lẹ lên. Ê, ta thấy có cái gì đó kỳ kỳ đó nè tụi bay. Cái gì? Sao mày cô bị gì vậy? Xíu nữa đi cô, xong hết rồi, tụi em sắp bàn sắp ghế lại liền hả cô, không có sao đâu. Cô ơi, cái này tụi em tổ chức một xíu rồi, chụp hình kỷ niệm của bạn 50 phút là sao mà cô? Cô nói lẹ lên, còn vô bài mới nữa. Xếp lẹ đi tụi bay, xếp lẹ đi, ngồi lại tại chỗ đi rồi tổ chức nè. Rồi lại đây kéo bàn rồi để ghế xuống nè. Ê tụi bay, bà cô này bà ăn trúng cái gì vậy? Sao bà lạ vậy? Trời ơi cô, căng thức của tụi em nguyên mấy ngày nay á cô. Tính ra đang vui luôn á, hết vui. Kệ đi, xếp lẹ đi, mắc cả bà chửi vô bây giờ đó. Cái gì đâu mà một năm có một ngày mà làm gì thấy ghê thiệt luôn á trời. Cô, hỏi nói đi cô, 20 tháng 11 vui vẻ nha cô. Cái đứa này. Rồi còn em nữa, lớp trưởng mà vậy đó. Rồi cái trò này ai bày ra đây? Em đúng không? Dạ em cô. Thiệt tình, cô thất vọng về em ghê luôn vậy đó. Biết gì hồi đầu năm á cô có đồng ý cho em lên làm lớp trưởng đâu.
làm lớp trưởng mà không làm gương cho các bạn, bày trò kia ra. Trong khi cái tiết này là tiết dạy, mình mà dạy trễ, mình mà học trễ một tiết thôi là mình phải học bù, rồi bị nhà trường người ta hiển trách cái này kia các thứ nữa. Em phải hiểu cái điều đó chứ. Ừ, mà cô ơi, lâu lâu mới có ngày đâu có làm sao đâu cô. Cái này á, đáng lý ra mình lựa cái tiết nào học xong đi, ra về đi, hoặc là cái tiết sinh hoạt lớp này kia, nó phù hợp hơn là những cái tiết như vậy, em hiểu không? Không có nói nhiều. Em vô sổ đầu bài ngồi nha, vì cái tội vô lớp trễ. Ủa, em đâu có đi trễ đâu cô, em vô lớp nãy giờ, chẳng qua là em đứng ở ngoài, em chuẩn bị bánh kem, em vô tạo bất ngờ cho cô hả cô, em đâu có đi trễ đâu. Cô nói đi trễ là đi trễ, em có đi trễ không? Cô vô lớp đứng đây nãy giờ, cô hỏi các bạn rồi, em mới đi vô, có thiệt, có, vậy có phải là em đi trễ không? Thì cô, thôi mà cô, bữa nay vô duyên bữa đi cô. Rồi, vậy một lát nữa vô sổ đầu bài ngồi nha, lớp trưởng đi trễ, đi về dưới đi. Xong lớp trưởng luôn, vừa bị chửi mà vừa bị xin sổ đầu bài nữa. Rồi, lớp trưởng kỳ này ăn cho đủ luôn. Quên rồi. Rồi cô kêu đi về dưới còn đứng đây làm gì nữa? Dạ, em để bánh kem trên này, tại bánh kem tụi em đặt cho cô với cả lớp. Thôi khỏi khỏi, đem xuống dưới rồi ra chơi rồi chia nhau ăn đi. Cô không có ăn mấy cái bánh đó, với lại cô không có thích ngọt. Dạ. Trời ơi, tao tự nhiên thấy chán vậy trời, chán vậy chưa bao giờ được chán luôn á. Tức mẹ đi, nhục mẹ luôn đi. Giờ không biết để cái bánh kem này ở đâu luôn á. Mày đem ra sọt gác á, mày dục thẳng vô cái sọt gác cho tao. Nè Toàn, mày để đại với đắp bên góc của mày đi. Nè Toàn, mày dục đến đi, ghê quá. Tiết này tiết C luôn nha, đánh giá không đạt nha. Cô thôi cô, trời ơi, lớp mình bị trừ điểm thi đua đó cô. Thôi em đang nghỉ luôn đó cô ơi. Chứ muốn sao nữa, lớp trưởng á thì đi trễ, còn tụi em á thì không ngồi ngay hàng thẳng lối, bàn ghế sắp lên sắp xuống, không ra hệ thống gì, không ra một cái lớp học, làm mất thời gian của cô, mất thời gian tiết học này. Ở đó nhiều. Đừng có tổ chức gì nữa là tụi bay, thấy nản lắm mày đó. Trời trời, kiếp nạn thứ 83 của lớp mình hả trời. Ê tụi bay đổi cho gì đi, tao viết giấy nè, mấy đứa tụi bay tí nha. Xong. Đó. Nãy giờ mất hết 10 phút của cô, mất hết 10 phút của tiết học này à, cô không trả bài cũ được luôn. Giờ sách ra đi, vô bài mới. Thôi, chạy tụi bay, năm nay coi như tụi mình xu đi. Từ đây sắp tới á, tụi mình cứ đi học, rồi xong sách đích đi về. Không có tổ chức bất cứ cái gì trong lớp này nữa nha. Cuối năm á, cái quỹ lớp còn bao nhiêu á, tụi mình hốt, tụi mình đem ra ngoài, tụi mình tổ chức, tụi mình ăn riêng. Vậy đi. Ừ, vậy đi. Cô người ta thấy ham, cô mình như cái quần que. Con cải quý áo vàng đổ thừa lục xét bé make up kiếm 20 triệu kiểu. Rồi, xong rồi đó chị. Xong rồi hả? Thôi, đẹp quá à. Cảm ơn em nhiều nha, em về đi. Dạ, cảm ơn chị nhiều nha. À, khoan em ơi. Ở lại xíu đi em, nhà chị mới có chuyện. Ủa, sao vậy chị? Nhà chị mới mắc 20 triệu, em chưa có về được đâu, giải quyết xong đi rồi về. Ủa, thì sao hai chị? Em đâu có lấy đâu. Thì bây giờ chị hỏi thẳng luôn nè, em có lấy 20 triệu không? Có lấy thì đưa lại cho chị đi, chị coi như chưa có chuyện gì xảy ra, đẻ lên. Ê, chị ơi, chị nói vậy quen cho em quá chị. Em vô đây em make up cho cô dâu, nãy giờ em ngồi trong đây, em đâu có đi vòng vòng trong nhà hay là làm cái gì đâu chị. Nãy giờ có cô dâu ngồi đây, cô dâu mới đi ra mà, em đâu có lấy gì đâu. Chứ sao nữa, thì có em là người ngoài không à. Em vô đây em make up cô dâu, em ở trong này nãy giờ, thì trong đây còn lại là toàn người thân trong nhà không à. Không lẽ người ta lấy đúng không? Em không lấy chứ ai lấy, đúng không? Phải rồi, chứ sao nữa, em không lấy ai lấy. Em không lấy thì ai vô đây lấy. Hai chị như làm vậy là làm khó em á. Em thật sự là em không có lấy. Bây giờ em muốn chứng minh trong sạch á, bây giờ cho chị xét đồ của em đi. Nếu không có thì thôi. Hai chị ơi, quen cho em quá. Em thật sự em vô đây em make up cô dâu, nãy giờ em ngồi trong này không mà cái cửa em còn chưa có đụng tới nữa mà sao em lấy được hai chị? Đó, mày thấy không? Trời ơi, chó leo lẻo kìa. Nếu mà không lấy là cho người ta xét rồi, còn cái này là lấy là sợ người ta phát hiện là cho nên là không cho đó, đúng không? Đó, có tập việc mình liền giấu 20 triệu đó nên đâu có cho xét đâu. Em không có lấy thiệt. Sao em tức quá mà đây nè, đó đồ đạc của em đó, ba ly đó chị kiểm đi. Đó, ngay từ đầu vậy đi cho nó khỏe không? Đỡ phải anh nói tới nó lùi chi xét cái là xong mà là lòi ra 20 triệu hôm nay liền vậy. Mày chắc không có. Ê chị kiểm, chị lục cái gì thì chị cứ việc lục, em cho chị soát đó, nhưng mà chị đừng có bước qua đồ của em. Trời ơi em ơi, cái gì bước qua mấy cái đồ này có cái gì đâu nè, chị bước qua bước lại nè đó, có mất mát có hư hao gì đâu em. Trời ơi, cái chuyện này bình thường, đồ đạc này thôi, giống như quần áo kia thôi chứ có cái gì đâu mà quan trọng như vậy. Em cũng đi làm cơm ăn lương người ta thôi, tức từ 3 giờ sáng tới bây giờ tới chiều luôn, không có hộp cơm trong bụng nữa, đứng đó mà lấy cái gì chị quán cho em vừa phải thôi chứ. Trời ơi khóc cái gì em, thông cảm đi em ơi. Người ta mất mà tới 20 triệu là người ta sót em ơi. Chứ đâu phải là 20 ngàn đâu, phải đi 20 ngàn là tụi chị cũng có làm mấy cái chuyện này chi mất thời gian đâu, em hiểu không? Trời ơi chứ em thông cảm đi mà. Rồi bà cố nội này bộ đuôi hay gì mà kiếm nãy giờ không ra 20 triệu gì má. Sao bên này không có vậy? Cái bà nội này bà giỏi lắm mà xuống đây bà xét đi, bà kêu tôi xét không mà vậy. Có mấy cái túi à thì một người xét được rồi, hai người xét thì trên mắt công vậy, ngồi lên ngồi xuống là mệt cái hén. Không có trong cái túi này là trong cái vali này chứ không có đâu hết trơn á. Trời ơi là trời, cái gì đâu mà tham gì tham dữ vậy. Vô đây make up người ta trả tiền triệu rồi mà còn vô lấy 20 triệu rồi bây giờ giấu ở đâu mà không có kiếm thấy luôn, thiệt tình chứ.
Alo anh ai ạ? Em lách cúp cho cô dâu xong rồi đó, anh qua đón em đi mà bây giờ em bị người ta nghi ngờ ăn cắp, người ta đang xốp đồ của em nè. Lâu quá bà cố nội ơi, lẹ lẹ đi, lục soát lẹ lấy 20 triệu ra rồi xong ra bàn ngoài ăn kìa, người ta ăn hết ngoài kìa. Cái bà nội này nè, đứng ở đó nói hoài vậy đó má. Kêu xuống đây làm á thì không làm, tay chân bộ què hay gì á. Tôi kiếm nãy giờ muốn mò con mắt không có thấy cái quần què gì đâu mẹ. Trời đất ơi, nó giấu ở đâu sao tôi biết được. Ông chừng bây giờ nó giấu trong người nó đó, chứ không phải trong mấy cái đống đồ này đâu. Dạ. À, bây giờ còn cách cuối cùng là cho hai chị xét người em đi. Xét không có nữa thôi rồi em đi về. Bây giờ không có trong này chắc chắn là trong người của em chứ không đâu á. Bây giờ em muốn em chứng minh trong sạch thì bây giờ cho chị xét người em đi. Rồi. Rồi đó, chị coi có không. Ê, sao từ trên xuống dưới không có mẹ ơi. Ê, cái bộ đồ. Mượn bộ đồ đi. Nè, không có. Không có má ơi, trả nó đi. Bây giờ em về được chưa? Rồi rồi, thôi không có rồi, thôi, tôi mệt quá nghỉ kiếm mày. Thôi, mệt. Rồi sao rồi mày, hả, làm gì khóc? Rồi giải quyết xong chưa? Ủa, anh hai. Ai vậy? Á đồ, nó kiểm tới mức độ này luôn hả? Dạ. Trời đất ơi, ủa cái bà của nội này đâu có tiêu, trời chạy lẹ dữ vậy. Rồi có bà hỏi kìa, kiếm 20 triệu người ta không có rồi xét tới cỡ này rồi xin lỗi người ta chưa? Chuyện xong rồi xin lỗi vậy nó, anh không biết bao nhiêu người kia lại kéo vô đây lò đục xác, không phải mình nên tôi đâu. Không phải chị này không đâu, còn cái chị kia rồi mấy người ngoài ngoài đứng ngoài cửa đó kìa, kêu vô xin lỗi người ta, chủ nhà đâu, cô dâu chú rể nữa, vô xin lỗi em đi. Tao đéo cần biết, bây giờ chỉ có mỗi mày ở đây thì mày xin lỗi em gái tao trước, rồi mày kéo nguyên một bàn hữu quả vô đây xin lỗi em gái tao, không tao quậy banh cái đám cưới này luôn đó. Xin phép đi trước nha. Mày nhé mày. Làm túi mù giúp tàn hình đồ ăn dụng kiểu. Ok đó. Ngụy trang thành công. Đỉnh. Trời ơi, rồi tụi bay bày trò gì nữa vậy? Xin giới thiệu, đây là phát minh vĩ đại nhất trong cuối năm 2024 này. Đó chính là túi mù giúp tàn hình đồ ăn vặt. Vậy nè má, nè giống như vậy đúng không? Xong cái mày bỏ đồ ăn vô đây, xong cái mày để trên cái cuốn tập của mày vậy nè. Đố chưa? Y chang như một trang sách luôn, nó đâu có khác gì đâu. Mày chỉ cần ăn mà thò tay vô, xong mày bắt mày bỏ miệng, cái mày giả bộ nha nha nha. Xong mày đâu có cần cúi lên cúi xuống, là cụm lên cụm xuống như là mỗi lần ăn dụng như mấy lần trước đâu. Tàn hình một lát nữa tao giái mà cô thấy một cái là tàn canh gió lạnh luôn. Ê, đưa tao đánh nó đổi vô thử ai. Rồi được rồi đó, đổi vô đi. Vậy được chưa mày? Vừa vừa ít thôi, đủ rồi đó, ăn hết đi đổi vô tiếp. Bơ phẹt. Ngon quá. Cô dâu xin đứng. Rồi ngồi đi. Ê bánh hả cho miếng à. Cuồng cái tay ra. Ây da. Không mày, muốn ăn đi xuống canteen tự mua mà ăn. Ôi cái đồ ích kỷ. Bữa nay bài dài, con khỏi kiểm tra bài cũ ha. Giở sách ra đi tụi em, chúng ta vô bài mới nè. Cho một hình bình hành A, B, C, D thì theo như cái Ngọc. Dạ cô. Cô để ý nãy giờ cái miệng em cứ nhép nhép nhai nhai gì với em. Em ăn vụng hả? Đâu có gì đâu cô, em lẩm nhẩm em viết bài hả cô, chứ không có gì chân á. Em đâu có ăn gì đâu nè. Rồi thôi, tập vô nè, không có lép nhép nữa nha chưa. Dạ. Rồi tiếp ha, chúng ta sẽ chứng minh cái tam giác. Ngọc. Cái gì nữa ba? Cho miếng coi. Cho một miếng này lên automatic rồi đó. Ôi là trời à. Mẹ không có nội. Phải có hối lộ vậy chứ. Một miếng có hơn à mày? Xin lỗi tôi tán tôi mặt mày. Ủa? Hết lẹ vậy? Như? Hả? Sớt tàn miếng rồi. Rồi rồi xuống cho khỏe nè, để em nhìn được cái góc B nè. Nó chiếu. Ngọc. Dạ con. Em với Như làm gì nữa đó? Dạ không có gì, em xin bạn Như một tờ giấy nháp. Dạ tờ giấy nháp này là con có gì hết. Đúng rồi cô, bạn Ngọc xin em tờ giấy nháp. Đủ trò hết trơn nha, tập trung nè, không có làm chuyện điên nữa nha chưa. Rồi tiếp nè tụi em. Dạ.
bị ra bài tập tiếp nè. Nhắc tới bài tập mới nhớ, hôm qua cô có dặn tụi em về nhà làm bài tập, cô đem dở vậy cô chấm điểm đúng không? Rồi lớp trưởng gom tất cả các vở bài tập của các bạn đem lên đây cho cô đi, để lát quên. Dạ tụi bay gom vở bài tập lại đây nè, của tao nè, nè nè vở bài tập tao đó. Rồi đủ tao nữa. Rồi ủa đâu rồi Như, thấy cái túi mù đồ ăn dụng của tao đâu không? Cái gì lúc nãy tao thấy mày để trên cuốn tập giống tao mà, rồi giờ đâu? Ủa cuốn tập có gì cộm cộm gì? Ủa gì đây? Hi, thấy quân đội. Hi, kịp thấy không? Trời ơi bánh ngon lành luôn. Của ai đây? Nguyễn Thị Miễn Ngọc. Ủa, tàn cánh gió lạnh. Ý ní ơi ní, tới số đi ơi. Dạ cô. Còn gì chăn chối không Ngọc? Hả? Nãy giờ cô nghi ngờ là đúng đúng không? Trời ơi, bữa nay là sáng tạo ra túi mù tàn hình đồ ăn vặt ha, bỏ đây ha, kẹp vô trong này là không thấy gì luôn. Quá trời quá đất rồi, khỏi nói nhiều. Ngọc, không điểm. Ê cô, rồi xong luôn, trời ơi, sao mình mát gì vậy trời?